Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, một người đàn ông 28 tuổi bị buộc tội sau khi có cáo buộc quay lén các nạn nhân nhỏ nhất mới 14 tuổi trong phòng vệ sinh tại khuôn viên St. George thuộc Đại học University of Toronto. Từ tháng 7 cho đến tháng 10 năm 2023, cảnh sát Toronto và nhân viên an ninh nhà trường đã tiến hành điều tra ít nhất là 7 lời trình báo về hành vi nhìn trộm ở khu vực đại lộ Spadina Avenue và phố Wilcox Street. Họ cáo buộc một người đàn ông lảng vảng trong nhà vệ sinh và khu vực tắm vòi sen. Và trong một số trường hợp, ông lén đặt điện thoại di động bên dưới các vùng vệ sinh để quay lại hình của nạn nhân. Cảnh sát cho biết các nạn nhân có độ tuổi từ 14 đến 21. Vào ngày thứ Năm, ngày 4 tháng riêng, đăng phạm sinh sống ở tại Kitchener ở Ontario, bị cảnh sát bắt giữ, cảnh sát buộc tội đăng phạm 5 tội nhìn trộm và 6 tội phá hoại. Các tội trạng chưa được đưa ra xét xử tại tòa án. Các nhà điều tra đang lan truyền hình ảnh của bị can vì họ tin rằng còn có nhiều nạn nhân khác. Cảnh sát đang kêu gọi bất kỳ ai có tin tức hãy liên lạc với họ theo số 416 808 5200. Kính thưa quý vị, một nhà hàng ở Siêu mới gặp vấn đề vì ngập lụt và bây giờ phải đối mặt với một vấn đề khác. Đó là một hố sụt đã xuất hiện. Theo đài ABC7, nhà hàng The Beach House ở Siêu phải đóng cửa vào ngày thứ Bảy ngày 30 tháng 12 năm 2023 vì thủy triều làm nước dâng quá cao dẫn đến ngập lụt trong bãi đầu xe. Nhân viên thành phố tìm cách hút nước khỏi bãi đầu xe để giúp cho nhà hàng này làm việc, nhưng Hôm qua nước thì một hố sụp lớn đã xuất hiện, hố sụp này rộng khoảng 2 chỗ đầu xe và sâu 3 foot, làm nhiều cư dân kinh ngạc. Tuy nhiên, một số người cho rằng hố sụp đó không phải do mưa bão gây ra, mà là do một máy hút nước gây ra khi thành phố tìm cách hút nước ra khỏi bãi đầu xe. Đài ABC7 liên lạc với thành phố Seabitch về chuyện này nhưng chưa có câu trả lời. Các cơ quan khí tượng cảnh báo thủy triều dâng cao và các thành phố ven biển Orange County bị ngập. Có sóng biển cao từ 6 cho đến 15 feet. Cảnh báo đó có hiệu lực cho đến ngày thứ hai, ngày 1 tháng giêng vừa qua. Các thành phố dễ bị ngập nhất của Orange County là Seal Beach, Sunset Beach và Newport Beach. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, một người phụ nữ gốc Việt 19 tuổi đã bị bắt và bị buộc tội hit and run, gây thương tích nghiêm trọng hoặc dẫn đến tử vong sau một tai nạn. Diễn ra tại La Force, Paris, ở Louisiana. Theo đài WDSU-6 loan tin vào ngày thứ Ba ngày 5 tháng 12, cảnh sát tiểu bang Louisiana cho biết cô Isabel Nguyễn lái một chiếc xe Chevy Chevrolet trên xa lộ LA Highway 1 thì đã tông vào ông Henry 66 tuổi ở La Rose. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29 tháng 11, nghi can Nguyễn đã bị buộc tội rời khỏi hiện trường và không kêu cứu. Ông kia bị thương nặng đe dọa đến tính mạng và sau đó qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát cho biết khi xảy ra tai nạn, ông đang đi xe đạp. Nghi can Nguyễn thú nhận lái xe cán ông khi được cảnh sát liên lạc. Thông cáo của cảnh sát không cho biết lý do vì sao cô Nguyễn tông và nạn nhân và tuy nhiên các xét nghiệm cho thấy nghi can không uống rượu hay dùng chất gây nghiện. Và ngày thứ hai, ngày 4 tháng 12, lệnh bắt giữ đã được ban hành và ngay sau đó nghi can Nguyễn đã bị đưa vào nhà tù ở La Porte, Paris Correctional Complex. Kính thưa quý vị, một người đàn ông gốc Việt nhiều lần đã bị cáo buộc lạm dụng một người phụ nữ 30 tuổi trong các cuộc tranh chấp gia đình vào những tháng gần đây. Vừa đã bị bắt ở tại Prince William County thuộc tiểu bang Virginia. Theo trang tin Daily Voice, ông Danny Sang Nguyễn Lê, 32 tuổi, đã bị bắt giam tại Woodridge vào ngày thứ Hai, ngày 4 tháng 12. Sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tuần về một loạt vụ hành hung trong gia đình được cho là xảy ra ít nhất từ tháng 7. Vào tháng 11, cảnh sát được gọi đến dãy nhà 3200 của đường Windell Court ở Goodrich để điều tra một vụ hành hung trong gia đình. Nghi can Danny Sang bị tố cáo là đã bóp cổ nạn nhân. Theo cảnh sát, trong vài tháng, người phụ nữ 30 tuổi và nghi can đã xảy ra nhiều vụ bất hòa dẫn đến việc hành hung bao gồm một vụ vào tháng 10 khi nghi can bóp cổ nạn nhân khi họ cãi nhau. Cảnh sát cho biết, hai vụ khác xảy ra vào tháng 7 và tháng 11 cho thấy nghi can Denisang bị cáo buộc. Đã dùng một cái nồi đánh vào chân người phụ nữ hồi mùa hè và sau đó đánh vào mặt cô nhiều tháng sau đó. Vụ bắt giữ nghi can diễn ra sau khi những vụ cãi vã mới đây được đưa ra ánh sáng. Nghi can Denisang đã bị bắt vào thứ hai và bị buộc tội làm bóp cổ cùng hai tội hành hung. Hiện chưa biết nghi can có được tại ngoại hậu tra hay không chưa được xác định ngày nghi can Danny Sang trình diện trong phiên tòa sơ thẩm. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, người mẹ 32 tuổi đã bị bắt vào tuần rồi đã ra tòa vào ngày thứ ba ngày 28 tháng 11 với cáo trạng là sát hại con gái 9 tuổi tật nguyên trong bồn tắm ở nhà gần Lido Sài Gòn rồi sau đó bỏ xó thi thể bé gái nhiều ngày cho đến khi cảnh sát phát giác. Khadija, Pandorap cư ngụ ở Westminster đã bị cảnh sát bắt vào ngày thứ sáu trong bãi đậu xe của một khu mua sắm ở Liso Vejo. Vài giờ sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể đang thối rữa của con gái bị can trong bồn tắm ở căn nhà dãy số 14100 ở đường Golden West Street phía tây của Little Sài Gòn theo văn phòng biện lý quận Orange cho biết. Pandorap khai rằng đã tìm cách tự tử hơn một lần sau cái chết của con gái cô. Con gái bị can tên là Victoria, công tố viên cho hay phải ngồi xe lăn và không nói được. Cha của bé gái đến nhà theo hẹn để đón con vào dịp lễ tạ ơn, nhưng căn chung cư khóa cửa và không ai mở cửa cho ông. Ông liền gọi cho cảnh sát vào ngày thứ 6 tuần rồi để trình báo con gái mình mất tích và nhờ cảnh sát đến nhà xem xét về tình hình sau khi nhận được tin nhắn đáng ngại từ vợ cũ của ông về con gái của hai người. Văn phòng biện lý cho biết Cảnh sát đến nơi và phá cửa vào nhà sau giữa trưa rồi tìm thấy bé gái, không có ai khác ở nhà, không lời nào tả xiết nỗi đau cùng cực khi biết rằng bé gái này còn không thể la lên cầu cứu khi mẹ bé nhấn bé xuống nước để rồi cắt lìa bé khỏi cuộc sống này quá bi thương, quá sớm tránh biện lý thọt. Phát biểu cảm nghĩ của mình, động lực sát nhân và lý do Pandora có mặt ở Alisabetho không được công bố và thời điểm chính xác bé gái bị sát hại cũng không rõ nhưng hồ sơ của tòa ghi vào ngày phạm tội là ngày 19 tháng 11, một ngày trước khi cảnh sát tìm thấy thi thể của bé. Pendorap đối diện mức án tối đa là 25 năm đến trung thân trong nhà tù tiểu bang nếu bị phán là có tội. Kính thưa quý vị, một cư dân ở Kennesaw đã bị bắt sau khi các sĩ quan của văn phòng cảnh sát trường quận Hồ phát hiện anh này sở hữu hơn là 18 pound cần sa, có giá thị trường hàng chục ngàn Mỹ Kim. Theo thông tin do phát ngôn viên Derek ở văn phòng cảnh sát trường cho biết, Trúc Văn Bùi, 27 tuổi ở Kennesaw đã bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc điều tra diễn ra tại một bãi đậu xe số 5800 Spark Spring Road ở Plowry Branch. Phía cảnh sát cho biết Bùi là nghi phạm ngay trong cuộc điều tra do nhiều cơ quan công lực tiến hành, bao gồm các đội đặc nhiệm thuộc đơn vị điều tra đặc biệt của phòng cảnh sát trưởng quận Hồ, theo cơ quan điều tra ninh nội địa và cơ quan tuần tra xa lộ tiểu bang cho trả, Bùi đã bị buộc tội buôn bán cần sa xấu cần sa với mục đích phân phối và tàng trữ cần sa. Tất cả ba tội danh này đều là trọng tội trong quá trình khám xét chiếc xe của Bùi. Các điều tra viên tìm thấy khoảng 18 hào cần sa trong cốp xe, với giá thị trường ước tính là 45.000 Mỹ Kim bùi đã được chuyển đến nhà tù quận hồ và hiện vẫn chưa được bảo lãnh tại ngoại trong khi ngày ra tòa vẫn chưa được công bố chính thức về phía cảnh sát cảnh sát cho hay cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục và đang mở rộng và nghi can có thể dính líu đến nhiều sự việc và hệ thống còn rộng hơn nữa kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng